Ngài Địa Tạng Bồ Tát và cùng Đức Phật rằng, chỉ có những ngờ về việc ấy có sẽ ưu mến nghe Đức Phật Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Trong bọn năm xin phù đề có các vị quốc vương hàng tề cũng có chức lớn hàng đại trường xa hàng đã sắp đến lại hàng đạo Ma Lợi Nam Môn. Và gặp những kẻ hết sức nghèo túng như những kẻ tầm tận cơm ngọt, kẻ đến nơi mù quáng gặp những hạng người có thể cũng đẹp vẹn thành như thế. Một vị quốc vương đó một bố thí nếu có đầy đủ tâm tủ bi lớn đã có lòng vui vẻ tự hạ mình, tự tất mình bên bố thí cho những kẻ đó. Hoặc sẽ bảo người khác đem cho lại dùng người ưỡng hà sự sàng phát mùi. Các vị quốc vương đại thần đó phân vân đã phước lợi và phước lợi công đức cúng dường cho 100 hàng ngàn sát chư Phật Phật tại sát thế chư bệnh quốc vương đó đã phát tấn lòng đại tự bi đối với những kẻ sắc mục nghèo cùng với những người tàn tật kia. Cho nên tức lành được thần quả báo như thế này cho 100.000 đời thường hưởng đầy đủ nên độ tất bà cũng đúng là những thứ được họ thọ sủng như phục đủ ăn. Đại vậy mới là địa đạt đủ 200 đời sau như vị quốc vương trên hàng vạn la môn vân vân gặp trụ các thần Phật hoặc hình tượng Phật cho đến hình tượng Bồ Tát theo các bích chi Phật và đích năng tự sửa sang cúng dường bố thí. Vị quốc vương đó sẽ đọc cho bác tiếp là vị trời để tích hưởng sự vui sướng rất lạ. Nếu có thể đem phước lành của thì đó hồi hướng cho các pháp sư chúng sanh thì vị quốc vương đó trong buổi kiếp được làm vị trời đại phạm thích vương. Lại thế này nữa là địa tạng bồ tát trong đời sau được gọi là quốc vương cho nên bà a mô vân vân gặp chùa tháp của đức phật thường cũ hai kinh đường hai hình tượng cho đến hai kinh điển cho nên hình tượng của quốc sụp rách rã để có thể phát tâm tu bồ lại vị quốc đó các quốc vương đó họ tự mình biết tâm lo sửa sang một nhóm người khác cho nên vượt nói trong nghìn người khác cùng một thì cùng sẽ để quyết xem này vị quốc vương đó trong nghìn đời thì là vô chuyện lát tự người cùng trong bộ thì đó trong nghìn đời thì là vô các nước nhỏ lại ở chỗ thường khác các đấm đã có nước cúng dường một thì đó hồi hướng với đạo vô thượng chính xác được như thế thì vị quốc vương đó cho đến tất cả mọi người mới thành phật cả được từ bảo ấy sợ đến vô lượng vô biên đại tề nữa để tạo bổn tháp trong đời sau được có vị quốc vương cho nên là bà tam môn vân vân gặp những người già yếu tật bệnh và những kẻ phụ nữ sinh đẻ trong giây phút bất chủng hòa một niệm sinh hoạt từ lớn em tất nhiên công đức sửng chiều một thì là chúng kẻ được an vui có được đó sẽ không thể nghĩ bài đến được chúng trong kiếp thì là vô trời định cư sau này trong kiếp thì là vô sáu thời chùa cộng sự không bao giờ còn bị đoạn và áp đạo cho đến trong trăm nghìn đời tất nhiên hề nghe đến tiếng khổ rất sáng thành phật cả sẽ thành phật đạo lại thời nữa là địa tạng bồ tát trong đời sau được tự cung vương và bạn đã vô có thể làm những sự bố thí như thế sẽ đạo phước lực phước lành nếu có thể đem phước lực đó hồi hướng về đại bồ đề phước lực là nhiều hay ít sau đó sẽ thành phật cả xin được quả trời phạm phương trở đến thích vô chủng nhất để đạt địa tạng bồ tát vì thế nên việc mà tất cả chúng sinh được phải học theo như thế lại phải nữa địa tạng bồ tát trên đời sau người thiện nam cùng càng thành lưỡng nào ở trong phật pháp sẽ chuẩn bị cho đích cỡ phước lành chụp bằng cái lông sẽ tóc hận cắt mật giật nước ngoài bụi phước lực của những người ấy được thần thọ không thể ví dụ thế nào cho được lại phải nữa địa tạng bồ tát trên đời sau người thiện nam người thiện lưỡng nào gặp hình tượng Phật, hình tượng Bồ Tát, hình tượng Phật Bích, hình tượng Bích Chi Phật, hình tượng có chuyện đất của thì cúng sườn sẽ đạt vô lượng phước lành, hưởng sinh ở cõi người cõi trời, hưởng sự vui vị diệu thù thắng. Nếu có thể đem phước đức đó hồi hướng cho các pháp sư chúng sanh, thì phước lợi của người ấy có thể sử dụng thế nào cho được? Lại thì những điện tạng Bồ Tát trong đời sau những người Việt Nam, người thiện lưỡng nào gặp kinh điển đại thừa hoặc hết một bài kệ muốn công kinh mà phát tâm ân cần cho trọng công tín người khác, người ấy sẽ được quả báo lớn vô lượng vô biên. Nếu có thể đem phước đức đó hồi hướng cho các pháp sư chúng sanh, thì phước lợi ấy có thể sử dụng thế nào cho được? Lại thì những điện tạng Bồ Tát trong đời sau những người Việt Nam, kẻ thành lưỡng nào và chủ tháp kinh điển đại thừa là kinh tháp mới thuộc bộ thì cúng sử chúng lễ lại lại chất tay cung kính là kinh tháp cũ hoặc cứ rách thì phát tâm tu bổ lại hoặc xin mình phát tâm nào của nhóm người khác cùng đồng phát tâm những người đồng phát tâm đây cho các người đời thì là có các nước nhỏ bị đàn về chính đó thì là vô chuyển nước tự dùng pháp lành giáo hóa các vị có nước nhỏ lại phải nhớ để đề tạo bổ tháp trong đời sau những người thiện nam kẻ thiện nào những cuộc phước lành đã gieo trồng trong phật pháp hoặc là bộ thì cúng sử với tu bổ chuyển tháp và sự sách kinh điển cho đến trường bằng sợi lâm một mảnh bụi một hạt cát một giọt nước sự lành như thế cũng gọi là nhiều hay ít để đem một người trong các giới chúng sanh thời có nước người trong trong người đời thường thọ sự vui thường siêu bằng như cho người ứng cho thân quyền trong gia đình của tự mình được lợi ích từ ba đời được hưởng quả vui đây là một phần sự lành được hưởng báo tốt một lần chỗ hơn để được tặng bồ tát nhân dân công đức với sự một thế đại nhất thế đó khi được tặng bồ tát bổn nguyện điện thành hộ pháp phần thứ 11
đó bị kết hợp để thành cùng Đức Phật sao, bạch Đức Thế Tôn, từ trước đến nay con chưa ngưng đảnh lễ với lượng vị đại Bồ Tát là đấng bậc thần thông trời lớn không thể nghĩ bàn với các bậc loài chúng sanh. Ngài Đề Tạng Bồ Tát đây so với các vị Bồ Tát trên đại nguyện sắc là sâu rộng. Bạch Đức Thế Tôn, Ngài Đề Tạng Bồ Tát như dân lời của chúng sinh cho các siêu phù đề, như ngày pháp thù ngày phổ hiền ngày quán âm bị xiết lọc hóa hiện đã trong nghìn thân thành Bồ Tát chúng sinh cho sáu đường. Những chỗ pháp nguyện có căn hành còn có lúc hoàn mãn. Ngài Đề Tạng Bồ Tát đây các lời tự nguyện sáng hóa chúng sinh cho sáu đường chạy đến sự kết nhiều sự kết trong nghìn ức sông hằng. Bạch Đức Thế Tôn cũng sẽ giác chúng sinh ở hiện tại nam về lai sau nơi sẽ một phương nam cho cuộc đất của mình ở dùng đất đá cho có một sự cái khám cái thất cho nó có thể hoạt vẽ cho đến sùng vầng và đường rất lúc nếu nhìn việc của Đề Tạng Bồ Tát đốt hương cúng dường chúng lễ lợi khen từ chỗ người đã ở được 10 điều lợi ích xin là 10 một là đất cát đất mỏng hai là nhiều cửa bình ăn mãi nữa ba là cảm giác được sinh lên cõi trời bốn là người còn hơn nhiều sự lợi ích năm là khẩu chỉ có thoại ý sau là không mất tất tay lại về nước và nở bẩn các vật khác cần được chuyển sạch tám là sát thần ác mộng chỉ nên đi xe lúc phải có thần theo hộ vệ 10 là thường gặp các bậc thánh nhân bạch đức thế tôn chúng sinh hiện tại nên vị lai sau nếu phải đây có cư trú được thể làm sát được sự cúng dường để tạo bộ tát như thế thì được hưởng là ít như vậy. Vì khi đang bị thần phải cùng Đức Phật sao, bạch Đức Thế Tôn trong đời sau những người Việt Nam kể từ những nắm nước phần đất cùng cư trú một cái kinh điển này cùng hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát. Mà người đó đã có thể đọc tượng kinh điển này được cúng dường hình tượng của Bồ Tát, thử dần thần lực của con, vậy người ấy cho đến đất hệ sẽ tách nạn từ nước và lửa trụ cấp lại lớn lần nhỏ, các phần thầy đều tiêu sạch. Đức Phật bảo thì cái nào bị thần rằng thần lực sự lực của ông các thần khác như ai sánh bằng vì cớ sao vì đất đã cho quả sinh của đời đời ông hỗ trợ cho đến khi có cái đàn lưu mẹ cho tất cả của nó cái đàn thứ tử đất mà có đời với sự thần của ông cả để ông còn tiếp bài sự lợi ích của người Địa Tạng Bồ Tát là công đức và thần thông của ông được cẩn hơn trong nghìn lần chỗ hơn lúc thường này địa thần trong đời sau những người Việt Nam kể từ nào cũng dùng Địa Tạng Bồ Tát và đọc được kinh điển này chỉ có thể tu hành theo một việc chứng minh Địa Tạng Bồ Tát của người đã sai thì ông đã dùng thần lực của ông một người đó cho đến sẽ tai hại cùng sự bất như ý đến nơi ta mới để cho họ phải chịu chẳng phải chỉ riêng một mình ông mỗi trình người ấy cũng có sẵn quyền thuộc của phạm phương để tiếp ước tưởng chi tiết của một người ấy nữa tại sao là đã có vị hiền thánh ủng hộ như thế đủ sơn của người ấy đã chứng lễ hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát và đọc được kinh bồ niệm này tự nhiên rút ra sát liền biển khổ của chúng ta biết bằng an vui bởi thánh đạo ủng hộ một cách lớn lao như thế. Kinh Địa Tạng Bồ Tát buồn nguyện thế nghe được lợi ích phẩm thứ 12 các Phật phóng quang tuyên cáo lúc đó từ trên đỉnh bốc của Đức Thế Tôn phóng ra cho những nước tia sáng lớn như tia sáng sắc trắng tia sáng lành tốt tia sáng ngọc lớn tia sáng sắc tía tia sáng sắc xanh tia sáng sắc xanh lớn tia sáng sắc bích tia sáng sắc bích lớn tia sáng sắc hồng tia sáng sắc hồng lớn tia sáng màu lục tia sáng màu lục lớn tia sáng màu vàng y tia sáng màu vàng y lớn tia sáng tướng mây hành tia sáng tướng mây hành lớn tia sáng tướng nghìn vòng tròn tia sáng tướng nghìn vòng tròn lớn tia sáng vòng tròn báo tia sáng vòng tròn báo lớn tia sáng vầng mặt trời tia sáng vầng mặt trời lớn tia sáng vầng mặt trăng tia sáng vầng mặt trăng lớn tia sáng tướng cung điện tia sáng tướng cung điện lớn tia sáng tướng mây biển tia sáng tướng mây biển lớn từ trên đỉnh ngôi của Đức Thế Tôn phóng ra thu luồng ánh sáng như thế giờ này ra thế tiềm vi diệu của bạc đài chúng sanh này tám bộ túng chúng trời sầu người cùng phi nhân và vào nó ngày hôm nay tận công trời đã lợi tuyên bày xem những sự lợi ích trong hàng trời người sự không thành nghi bàn sự bảy nhân hạnh lên bậc thánh những sự chứng quả tập địa sự rốt ráo của lối sụt tất đạo vô thượng chính đẳng chính xác của ngày Địa Tạng Bồ Tát và cái âm cầu thành với lời Phật nói nhiều chuyên đối với rất tiếng cho hậu các vị đại bồ tát đạo đoàn hoàn thế âm từ chúng người đứng dậy quỳ gối cho tất cả cùng Đức Phật rằng bạch Đức Thế Tôn Địa Tạng đại bồ tát đầy đủ đức từ bi lớn nguyện thế xuất chúng sinh bất tận khổ trong muôn nghìn ức thế giới và hóa hiện muôn nghìn ức thân bao nhiêu công đức và sắc oai thần trở thành địa bàn của ngài con đã từng nghe Đức Thế Tôn cùng vô lượng chư Phật ở mười phương các bậc đồng lời với các vị Địa Tạng Bồ Tát dù cho các Đức Phật trong thủ quá khứ thủ hiện tại cùng thuộc vị đắc đã vậy cũng được người Địa Tạng Bồ Tát vẫn chẳng thể nói hết vừa giờ con được nghe Đức Thế Tôn bậc cấp chúng đại chúng rằng Đức Phật tuyên nói sự lợi ích của người Địa Tạng Bồ Tát cứ mong Đức Thế Tôn và tất cả chúng sinh ở hiện tại và vị lai và tuyên nói sự chẳng thể nghĩ bàn của người Địa Tạng Bồ Tát làm cho đạo bộ chúng trời giàu chúng người đây lại người Địa Tạng vân vân chúng người đây lại người Địa Tạng Bồ Tát được đạo phước lành Đức Phật tán thán và hướng lại Đức Phật và người quan thế âm Bồ Tát ông nhân sinh lớn của chúng sinh trong cõi ta bà những hàng trời sầu hoặc nam tử nữ nhân hoặc thần hoặc quỷ cho đến chúng sinh mắc phải tội khổ trước sáu đường nếu người nào nghe danh hiệu của ông thì hình tượng của ông hay mến tưởng đến ông cùng người khen ông thì chúng sinh ấy đều là đại đạo vô thượng chính xác quyết không còn thối chuyển thường sinh ở cõi người cõi trời hưởng đủ sự vui vi diệu khi nhân quả sắp thành thục liền được Phật thọ ký cho là ông sẽ lòng tử bi lớn sẽ còn lại chúng sinh và thắng bộ chúng trời sầu vơi mà muốn nghe tôi nói sẽ lợi ích trong thế giới bạn của người Địa Tạng Bồ Tát ông lên lắng nghe cho kỹ nên ta sẽ nói đó thì có thể ông Bồ Tát và thường Đức Phật rằng vâng bạch Đức Thế Tôn con xin ưa muốn nghe thì nhất đến phúc trời đã vợ người quan thế âm Bồ Tát cho có thể sẽ vật thể hiện tại ngay một vị lai sau có vị trời nào hùng phước trời đã mãn làm tướng suy hao hiện ra lên thân hoặc cực thời phải đoạn lạc và nước trời đắc đạo như vợ trời đó hoặc nam hoặc nữ đừng lúc tướng suy hao hiện ra hoặc thấy hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát nghe sách hiệu của Địa Tạng Bồ Tát dù một lần chiêm ngưỡng một lần đảnh lễ thời các vị trời đó cần trong lần phước trời sẽ vui sướng rất nhiều không bao giờ bị đoạn lạc và chúng đắc đạo
cũng xin những người thấy hình tượng điện tạng Bồ Tát, lấy danh hiệu của điện tạng Bồ Tát sẽ đem nước hoa y phục đổ bốn ăn vật bằng chúng ngập được bình thường cúng dường, người này sẽ đạt vô lượng vô biên công đức lợi ích. Người bệnh được lợi, mẹ nữa này còn theo âm bồ tát này này thế này nữa, lại phiền nữa này mẹ còn theo âm Bồ Tát trong thế sơ và tùy hiện tại nam về vị đa sau những hàng chúng sinh cho cháu đường được kẻ sắp mặc chung mà đã nghe một tiếng xích hiệu của mình điện tạng Bồ Tát thoáng qua lỗ tai thì kẻ sắp mặc chung đó về địa làm và chúng khổ và ác đạo. Cũng xin lúc sắp long chung trên mặt của hoàng thân quyến đèn của cả nhà cửa vật báo ít phục vân vân của người sắp mặc chung đón của chiếc khí được các đắp lên bảo vệ hình tượng người điện đạt Bồ Tát sẽ làm cho người bệnh lúc chưa chết được mắt thấy bên tai nghe biết rằng hoàng thân quyến em nhà cửa vật báo vân vân vì mình được các vẽ hình tượng người điện đạt Bồ Tát mà người bệnh đó đã có nghiệp báo pháp lý bệnh nặng thì những công đức này nên được lành mạnh và tuổi thọ thêm lâu. Người bệnh đó đã có nghiệp báo sau mạng đã hết được đủ tội chứng nghiệp chứng được đẹp phải đạo pháp khi mạng chung được sinh lên cõi trời, cõi người không có vô thủ thắng vi diệu tất cả tội chúng thay đều tiêu sạch. Tiên vong được phước lại thành nữa là quan thế âm Bồ Tát. Trong đời sau không có kẻ nếp thường, người nữ nếp nào cũng lúc còn đối mớn, hoặc lúc còn hoặc lúc đến 3 tuổi, lúc đến 5 tuổi, cho đến 10 tuổi trượt xuống, chết mất cha mẹ cùng cho các anh chị em, đến lúc người đó có lớn như tự nhiên cha mẹ cùng hoàng thanh quyến, không biết đợi đạo của chúng nào, hay sinh ở thế giới nào, hay sinh ở cõi trời nào. Người đó những thầy tu vẽ hình tượng người điện tạng Bồ Tát, nhận biết ngay sinh hiệu của điện tạng Bồ Tát, xong một lần chứ không một lần đảnh lễ, từ một ngày cho đến 7 ngày đừng thối thất tâm ban đầu, nghe sinh hiệu thì hình tượng cho lại cúng dường. Thời thuyến thuộc sự bất tất của người đó đã giã người tự đạo và ác đạo, tính đạo và chịu được số kiếp, nhờ công đức đã tu vẽ hình tượng của điện tạng Bồ Tát, chứng lễ cúng dường của con cái lửa của anh em chị em. Nên loạn thải thoát được sinh lên cõi trời của người có vô thủ thắng vi diệu. Còn như cuối thuộc sẽ có các của người đó nên đã có sẵn phước lành được sinh lên cõi trời của người có vô thủ thắng vi diệu rồi. Nên những công đức này cần thiết lớn nghiệp nhất và bậc thánh hưởng vô lượng quả vui. Nếu như người đó đã có thể trong vòng 21 ngày chưa được chứng đắc hình tượng của điện tạng Bồ Tát và niệm sinh nghiệp của điện tạng Bồ Tát muốn mất biến sẽ đạt ngày điện tạng Bồ Tát để không bất thân bất cho người đó rõ đang có hoàng cuối thuộc sống bất kỳ đã xem về hoặc chúng ra trên ba ngày điện tạng Bồ Tát thì sức thần thông lớn đã dắt người đó đến các thế giới thế hàng cuối thuộc. Nếu người đó có thể trong mỗi ngày niệm sức hiệu để tạo Bồ Tát 1.000 biến lúc đến 1.000 ngày thì người đó sẽ được Bồ Tát sẽ các vị quyền phản động tại chỗ đó hợp vệ trọn đời để đời các món ăn đồ bằng sư giật không có các thứ bệnh khổ như sự thất vọng không mở đến cửa nữa là đến nơi thất suốt giá người đó sẽ được ngày điện tạo Bồ Tát sẽ đành thọ ký cho người lần sớm thành lại thành nữa là còn các âm Bồ Tát trong đời sau những người thiện nam người thiện nào mới phát lòng từ sự lớn cứu độ tất cả chúng sanh muốn tu đạo cũng thượng chính xác cũng thoát khỏi tam giới cũng được như thế khi thấy hình tượng nghe sinh hiệu điện tạng Bồ Tát rồi trí tâm quy hoặc đem hương hoa y phục đủ ngăn vật báu để cúng dường chiêm ngưỡng đảnh lễ thì chúng nguyện cầu của cả thiện nam người thiện đó mà được thành tựu cũng không bao giờ bị chướng ngại lại thành nữa là còn các âm Bồ Tát trong đời sau những con người thiện nam kẻ thiện nào muốn cầu cho nhiều nước điều nguyện cho nhiều nước sự tại hiện tại cùng vị lai thời chỉ nên quy y chúng ngưỡng đảnh lễ cúng dường các hình tượng điện tạng Bồ Tát được như thế thì nguyện lúc trước là cầu những thời đời thành tựu cả lại cầu mong điện tạng Bồ Tát và đức tử vi sự lợi ủng hộ mãi cho người chúng rất chúng tôi sẽ đặt thành điện tạng Bồ Tát sẽ đành thọ ký cho được trí huệ lại thành nữa là có thể âm Bồ Tát cho đời sau những người thiện nam người thiện nhà sinh hoạt rất trân trọng đối với kinh điển đại thừa và tâm bất tín niệm đọc được tụng kinh điển này sự gặp đặng bậc minh sư chỉ dạy cho người đó học tập rồi đọc rồi quên rồi trải đến cả tháng cả năm vẫn không sao đọc tụng được những kẻ thiện nam đó công nghiệp chướng đời trước chưa được trừ sạch nên ở nơi kinh điển đại thừa không công năng đọc tụng những người như thế nghe danh hiệu của điện tạng Bồ Tát thấy hình tượng của điện tạng Bồ Tát đem hết bổn tâm cung kính bày tỏ với Bồ Tát dùng hoa y phục đổ ác tất cả những đồ vật cụ được cúng dường hình tượng của điện tạng Bồ Tát dùng một chén đất trong đặt trên tượng Bồ Tát tới một ngày đêm sau đó cung kính chắp tay thành để uống cho một vẻ hướng nam những nước và miệng của trí tâm trị trào của nước sau bị cỡ ngộ tan diệu thiệt tản ra cộng hương vững về xét hạ trong 17 ngày qua 21 ngày người thiện nam thiện nữ đó chúng sinh trên ba sẽ đặt ngày điện tạng Bồ Tát hiện không bên ngang thì dưới nước trên đỉnh của người đó sẽ khiến nhân giải vì đó điện tạng thông minh một phen nghĩ đến những kinh điển đại thừa sẽ mãi không bao giờ quên mất một câu kể nữa tai nạn tiêu trừ lại thành nữa này và đó Bồ Tát trong đời sau những con người nam người nữ nào ăn mặc không đầy đủ cầu chi không tốt đại ý hoặc tất nhiều bệnh tật nhiều sự ô si nhà cửa không an ổn cuộc thuộc chia liệt các sự tai nạn phải đến với những nơi thân ngôn chủ sự mộng thường phải kinh sợ những người như thế khi nghe sinh hiệu của điện thoại Bồ Tát thế hình tượng của điện thoại Bồ Tát những trí tâm không kính nhận đủ số một bước biến thở những sự không đại ý chúng ta sẽ là lần tiêu sạch nên đảm ăn vui đồ ăn mặc dư dật cho đến trong giấc mộng thay đều ăn ngủ vui vẻ khỏi hiểm nguy lại tới nữa là bậc các âm Bồ Tát trong đời sau những người thiện nam người thiện nào hoặc nhân sự làm ăn hoặc nhân sự công chuyện tư hoặc nhân sự sách đường đủ nhân việc cấp một vào gà trong rừng núi đã qua sông vực biển hoặc gặp nước lụt lớn nó có đường hiểm trở người ấy trước khi đi được xét nghiệm của điện tạng Bồ Tát của một bước biến được như thế để đi qua nơi nào chúng nào cũng có các vị quỷ thần theo hộ vệ khi đi đứng lúc nào ngồi được ăn ngủ vui vẻ rồi gặp loài hùng sói sư tử như tất cả những sự độc hại đều không thể phạm đến người ấy được. Đức Phật là người phản thế âm Bồ Tát thì đề tạng Bồ Tát có những sức lớn và gọi xích Bồ Đề. Nó nói với những sự bất hàng chúng sinh hình như thế thì đề tạng Bồ Tát là động phước lành sửa đến trước nhìn những khuôn thuận hết được. Này quản thế âm Bồ Tát vì thế nên ông đã dùng thành vật ngữ chuyển kinh này làm cho chúng sinh cho gọi là bạn mãi đi chấp nhìn kết được sự ác vui luôn.
Bí sẽ đến tốt nên nói bài kệ rằng: xem địa tạng sức của ai thần, kiếp số hằng sao khó tỏ trần. Thế người một niềm chung lễ, chung người lễ sẽ không ngần, hoặc dòng hoặc thần cùng nam nữ, báo ta sẽ sang vào đường giữ. Chỉ tâm quy mạng đại si thân, cửa thoát tên nhiều chủ tội giữ, chỉ ta chết mắt mẹ cùng cha như đệ trẻ em thè ruột già. Mình không nghĩ đến điều không biết nào sẽ đường ngành ở đâu là, hoặc phải ở đâu đại sĩ hình, cặp thương chung lễ biệt chẳng thành. Nó một ngày mất niệm sinh nhiều, bổ tất hiện thân đến bên mình, chỉ dành quyền thuộc ở nơi nào, sầu xã thì cũng mau xa. Nếu được có người lòng kính ngưỡng thì khi bộ tát phút đầu trao một đời vô thượng muốn tu hành cũng sẽ bóc khỏi tử sanh. Người này đã phát lòng bi lớn trước nên chiếc lễ đại sĩ hình nghe tay quy đứng trọn lành cúng sườn cũng kính hết lòng thành nghiệp chứng chẳng hề ngưng chúng đạt mong dư mong ước sớm viên thành của kẻ phát tâm tụng kinh sách một đội quần sinh khỏi đã ép dù lập nguyện lớn chẳng nghĩ bạc đọc sử cứ rồi đốt sắc mắt. Người này nghiệp chứng và làm mê học đại thừa kinh có mọi bè y phục ăn uống các ngoại cụ cúng sườn tiền đạo với hương hoa dùng chén nước trong bày trước tượng cách một ngày đêm cứ thấy uống sinh lòng ân trọng cứ ngôi tân sự thiện tài xâm cùng số lớn trong hai mươi ngày chứa sắc xanh chưa lòng từng niềm thượng nhân danh thì chỉ bằng thì rõ tôi xuất hiện tức sở liền đặc trí quang anh đại thừa kinh sáng nghe qua tai nghìn vạn đời sau như chẳng sai chỉ nhờ đại sĩ oai thần lớn thầm giúp người kia quá hệ tài chúng sinh nghèo khổ đại ốm đau cửa nhà hoa hận người liền theo hủy mê mọi người cũng ăn sấp cũng muốn hỏng như chẳng được nào dốc lòng trên cái địa tạng này bao nhiêu việc ác hạnh tương lai nhận đến chiếc bao đều ăn cả quỷ thần và hậu của sư xài muốn qua sông biển đến núi sừng cầm thú độc quy sạc đón đường ác thần ác quỷ mưa gió dữ nhiều lối xem hát cuốn không đường sạc sử sẽ đi đứng trước tượng cúng sừng kính lễ cùng chiêm ngưỡng núi sông biển cả bao vào trong ác tay tiêu sạc thưởng ác sướng còn âm lắng nghe ta nói rõ địa tạng vô lượng oai thần đó trong nhiều lúc tiếp thần trầm rồi sợ tiếp đại sĩ đầy sức nọ như người nghe đến địa tạng xanh thế hình chiếm lễ hết lòng thành hoa uống sức nghi phục trong nghỉ báo đẹp hưởng điều lành nếu hay đem công hồi pháp giới giúp đỡ thành phật sinh từ khỏi nhưng cảm biết tương bày truyền khắp hàng xa nhiều nước cõi khi địa tạng bổ tát bổ nguyện sợ dò cứu độ nhân tiên phẩm thứ 13 đức phật sa phó bây giờ các thầy tôi sẽ thấy sắc vàng xuất đại người địa tạng đại bổ tát vào rằng địa tạng thần lực của ông không thể nghĩ bàn đức tử bi của ông không thể nghĩ bàn trí tuệ của ông không thể nghĩ bàn biện tạng của ông không thể nghĩ bàn dù cho các đức phật trong mười phương thiên ngợi chúng nói sự truyền thể nghĩ bàn của ông trong trăm nghìn muôn kiếp cũng chẳng hết tạng là địa tạng đề tạng ông biết nếu hôm nay đợi cung trời đang lợi đã có bộ lợi của trong nhiều đức bất khả thuyết bất khả thuyết tất cả chư phật vị đại bổ tát và hàng trời rồng đã bộ chúng đây một lần nữa đất cũng hàng chúng sinh kẹo trong nhà nổi trên ra khỏi bán cõi để sắp khó cho ông cho để những chúng sinh ấy phải đợi áp đạo sau là chừng một ngày một đêm nơi để cho chúng nó bị đợi lạc và địa ngục ngũ quốc giải không bị ngục ác thì nó nhìn bước kết cục nào sắp khỏi ưa là địa tạng tâm tính của chúng sinh cho các sinh phù đề không để phần đông được tự quên theo thói ác thờ người phát trung tâm này sự cũng bao lâu liền của các bụi như sinh ác đã luôn tăng trưởng thì đã nói ta phải chết đất này để cho nhìn ức để hóa độ thật tất tài của chúng nó hồi lòng chúng nó được giải thoát là địa tạng hôm nay ta ân cần đem chúng trời người sắp có cho ông trong đời sau có người như qua hàng trời người cùng thiện nam thì đứa nào ở trong phật pháp sẽ chúng chút đất cỡ phước lành trong bằng sẽ lâu mà chuyện một cách sập nước thì ông đã dùng đại lực của ông mọi người đó là cho người đó tôi thật là đã hạnh phúc được chỉ để cho họ thử thách lại về nữa thì địa tạng bổ tát trong đời sau họ có trở thành người nào có theo nghiệp và thọ báo bị đọa ác đạo khi bị đọa ác đạo vẫn mới đến cực ngục nhưng chúng sinh đó có thể nhận đạo sinh của đức phật sinh được một bổ tát cùng một câu một kệ kinh điển đại thừa thì ông đã dùng thần lực của ông cùng các chức kéo bất kẻ đó ông đã hiện thân sát trên kẻ đó và tăng địa ngục và cho họ được sinh đến cõi trời hưởng sự phun bi dược thủ thắng bây giờ tôi tiện tôi để thấy bài kệ rằng đời nay đời sau chúng thiên nhân nên ta ân cần dặn dò ông dùng đại thần thông quyền độ họ đừng cho ác đạo vào vào trong bồ tát tuyên trì bây giờ người địa tạng đại bồ tát người của chúng ta được cùng đức phật rằng bạch đức thế tôn xin đức thế tôn chớ lo trong đời sau có người thiện nam kể thiện nào trong phật pháp đối với trong phật pháp một niệm cung kính còn cũng dùng trong nghìn phương tiện để đối tác người đó làm cho mỗi đạo giải thoát trong đường sinh tử cũng nên là những các việc lành giữ luôn tự hành cũng như là nơi đạo vô thượng có bây giờ còn đối truyền hương không tạng bạch hồng của người địa tạng bồ tát nói chuyện đó tự sẽ tiến cho các hộ công vị bổ tát gọi là hư không tạng thế là hư không tạng này cùng đức phật rằng bạch đức thế tôn từ khi con đến cung trời đã lợi nghĩa đức như lai lợi thế bất thần thế lực chủ thủy bạch của người địa tạng bồ tát trong đời sau họ có người thiện nam cùng kẻ thiện nào cho đến tất cả hàng trời rồng phân vân nhờ kinh điển này nghe sẽ tiện người địa tạng bồ tát cùng với chiếc lễ hình tượng người địa tạng bồ tát thì cả đó có những được phúc lợi cùng mong đức thế tôn với tất cả chúng sinh ở hiện tại việt nam mà nói được việc ấy cho các phật người hư không tạng bồ tát lắng nghe cho ít sẽ thì ông mà sẽ rõ việc đó trong đời sau người thiện nam cùng kẻ thiện lương nào thế hình tượng của đệ tạng bổ tát nghe kinh điển này cho đến đọc tụng sửa hương hoa đồ ăn y phục đồ ăn vật cúng y phục vật báu để đủ thì cúng dường ngợi khen chiêm lễ thì cái đó đã đặng 28 điều lễ tiếp sau đây một là các hàng trời dòng thượng hoàn niệm hai là còn lại càng ngày càng thêm lớn ba là chuyển nhóm nhất vô thượng của thánh bốn là mãi không còn thứ thất đạo bồ đề năm là đồ mặc món ăn dồi dào đầy đủ sáng những bệnh tật không đến nơi thân bệnh cấp
hỏi đến tất cả là lửa và nước, tám là cũng đi hạ về trộm cướp, chín người khác thì đến xin lòng cung kính mời các hồng quỳ thần đeo hộ trì, mời một đời sau thân thể sẽ chuyển thành nhân trai, mời hai đời sau sẽ thành tất cả các hồng bước dài đại thành với bát tử xinh đẹp, mời bốn phần nhiều được sinh về cõi trời, mời năm một bậc vua chúa, mười sáu có chín sáng biết dẫn những việc trong đời trước, mời bậc có mong cầu chi cũng đều được thỏa ý, mười tám tuân thuộc ăn vui, mời chín cái tất cả bất ngờ đều rất sạch các ngươi, các người có ác đạo đều trừ hẳn, không muốn đi đến đâu cũng đều có bị sự trở ngại, mai đêm nằm trước bao an ổn vui vẻ, ba người thân tộc đã chết đã có được, nhưng có tội thời được khỏi khổ, năm tư đã về đời trước có phước thì được thọ sanh được cõi vui sướng, hôm nay có bậc thánh lợi thêm sáu các tính hay lợi thông minh ngưng bày sầu lòng tưởng mẫn không đạo xuất sáu thành phật bảy điều lợi lại về nữa nữa không đạt bổ tát như hàng trời sông thủy thần hiện tại hiện lai ngày sinh nhật người điện tạng bổ tát số lấy hình tượng người điện tạng bổ tát cũng như các sự buồn việc khi hành tu hành của người điện tạng bổ tát mở ngờ khen chi tế thì sẽ đạt bảy điều lợi ích, một là các hàng một là mất chúng bậc thánh, hai là lực ác tiêu diệt, ba là chúng phật đến ủng hộ, bốn là công thủ tắc bồ đề, năm là bộ lực tắc trường, sáu là việc đời trước đời rõ biết, bảy là xuất sáng thành phật. Đại hội tám tháng bây giờ bất khả thuyết tất cả các đức phật các cái vị bồ tát và tám hội chúng trời sầu ở mười phương đến sự pháp hội đó nghe đức thích ca mâu ni phật ngợi khen oai thần thế lực trường thánh như bản người địa tạng bồ tát được các lực việc trước từng có lúc đó trời đáp lợi sự vô lực tương oai thì như chuyện ngọc cúng sự đức thích ca mâu ni phật người địa tạng bồ tát xong rồi tất cả đại chúng chấp hội đều lại chắp tay trên lễ mà cũng đi xa đường lại trên lễ chắp tay mà cũng đi xa kinh địa tạng bồ tát bởi nguyện quyền hạ hết bộ thệ địa tạng số nhân trong kinh tàn tật các mẫu xuất tiền sách đời đất tục đại thừa phúc lợi vô cùng quyết sanh báo vọng sanh nam mô thường trụ thập phương tăng nam mô thường trụ thập phương tăng nam mô thường trụ thập phương tăng nam mô đại nguyện địa tạng phương bồ tát nam mô đại nguyện địa tạng phương bồ tát nam mô đại nguyện địa tạng phương bồ tát ma tát đạo lợi thế tốt nói pháp màu địa tạng công hạnh đức động sâu thánh giáo bách truyền sâu trầm ngưỡng thắp lại trời người khỏi khổ sầu trời Atula sẽ xuất thải từ nhất pháp đó nên trí tâm của một Phật pháp khiến thường còn lũ vị sinh tử này Phật sải bao nhiêu người nghe đến chốn này và chết đến người còn hư không thường đối người đời sinh tử tâm ngày đêm tự mình nước pháp ở một các thế giới thường an ổn trí vô biên lợi phần sanh bao nhiêu tội nghiệp hãy đều trừ ra để các khổ về biên tịch hằng dùng giới lũ sao bóc sáng hằng dựng được phục để xuất thân hằng một bồ đề pháp trang nghiêm tùy theo cho ở thượng an đàn nam mô tồi tàng của chánh hộ pháp chư tôn bồ tát ma tát nam mô tồi tàng của chánh hộ pháp chư tôn bồ tát ma tát nam mô tồi tàng của chánh hộ pháp chư tôn bồ tát ma tát Ha ha ha, Bụt Sa Môn Đi Sô ha ha.